Rồi, ok, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay lên được một clip giới thiệu một số mẫu điện thoại mới về. Nói chung hôm nay hàng cũng về nhiều và cuối tuần cũng vậy nha mọi người. Tuần này hàng về rất là nhiều ha. Thì đây là số điện thoại mua hàng bên em. Anh chị đang xem video, nếu như mình có nhu cầu mua hàng hoặc mình cần trao đổi máy hoặc mình cần tư vấn gì, mình có thể gọi trực tiếp số điện thoại này thông qua giúp bên em ha, 0767347340. Bên em chỉ có một số điện thoại duy nhất đó thôi. Anh chị sẽ có hai hình thức liên hệ là mình sẽ gọi trực tiếp hoặc là mình nhắn tin qua ứng dụng Zalo nha mọi người. Thì Zalo của em cũng số điện thoại này luôn, thì là kênh YouTube của em ha. Đó, thì anh chị xem video, nếu mình cần muốn biết thêm thông tin gì mình cứ bấm vô phần mô tả video, nó sẽ có đầy đủ thông tin bên em hết ha, gồm có thời gian làm việc, số điện thoại liên hệ, hình thức mua hàng, đặt cọc, địa chỉ cửa hàng đầy đủ trong đây ha mọi người. Thì nói chung cứ tham khảo trong đây cho dễ, tại mình nói ra thì nó hơi dài xíu, anh chị nào cần đặt hàng thì mình cứ tham khảo trong phần mô tả video bên em có để đầy đủ ha. Thì bên em sẽ có hai hình thức mua hàng, anh chị có thể tới trực tiếp cửa hàng mình mua, hoặc là hình thức thứ hai là mình có thể giao hàng toàn quốc cho mọi người. Bên em có giao hàng 63 tỉnh thành ha. Hình thức giao hàng thì mọi người vui lòng đặt cọc trước giúp em từ 100 tới 200 ngàn. Tiền cọc bên em sẽ trừ trực tiếp vô tiền máy cho mọi người, và máy có phụ kiện như thế nào thì em sẽ báo ha. Nói chung hôm nay cũng có mấy cây thanh lý mà thanh lý lỗ lúc luôn. Đây, Vivo Y19, đây là Y19 nha mọi người. Con này thanh lý chỉ có 850k thôi. Tại sao? Con này máy đẹp nha, con này giao cho khách rồi nhưng mà bị một cái em không biết tại sao quý vị, giao tới nơi rồi người ta kiểm tra rồi nhưng mà xong rồi người ta báo lại em là lúc mà xem máy á, thì không có bị cái sọc này mà sao đang xài bị sọc. Rồi nói chung là khi mọi người nhận máy mọi người có thể quay video lại nha, tại vì em quay video cho mọi người là em test tất cả các máy, em test đều full hết. Nói chung là cái màn hình là bên em quan trọng nhất. Máy em giao cho quý vị là máy màn hình ok hết, nhưng mà giao tới cho người ta xong rồi người ta báo là màn hình tự nhiên nó sọc, vậy là thứ nhất mình không biết đổ thừa cho ai hết ha. Thì bây giờ về thanh lý lỗ thôi, 850k thì cấu hình nó vẫn những con Vivo 19 bình thường thôi, RAM 6 128, màn hình 6,53 inch, B65 pin 5000 siêu trong, camera vân tay khuôn mặt đầy đủ, thanh lý lỗ lúc rồi. Tại cái này nếu mà máy đẹp em bán tới một củ 350 lận, lỗ hết 5 xì, rẻ hơn được 5 xị. Thì nói chung anh chị nào ha, mình không cần, nói chung mà mình chỉ cần máy nghe nhạc chơi game, nói chung chơi game thì mình cũng nhìn vô màn hình nó có sọc thì nó cũng hơi kỳ kỳ xuống ha. Anh chị nào chạy shipper hoặc là cần cái máy nghe gọi phụ cũng được, tại con này pin trâu lắm nha quý vị. Đó, nói khi mình xài nè, nếu mà nền trắng á, thì nó sẽ có cái sọc gì thấy không đó, có sao bảo vệ cho nó 850k thôi. Máy này thanh lý máy trần tặng kèm ốp lưng đó. Mới vô thấy lỗ hay thấy hết vui rồi. Rồi tiếp theo đây là Samsung Galaxy A20s, con này ngoại hình cả 96% còn ok, nói chung là không cứng mớp nhưng mà ngoại hình nó có phẩy theo thời gian nha. Con này thanh lý 999k, tặng kèm ốp lưng sạc cho quý vị ha, có sao bảo vậy. Màn zin nha mọi người, màn zin ngoại hình cỡ 96-97%. Đó, đây là A20s phiên bản cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, pin 4000, Snapdragon 450, có vân tay, có khuôn mặt. Đặc biệt con A20s này loa cực kỳ to. Đây, RAM 3GB, 32GB, màn zin. Hai SIM có thẻ nhớ nha quý vị, mặc định hai SIM có thẻ nhớ. Đây, loa cực kỳ to luôn. $999, đang kèm móc lưng sạc. Đó. Rồi tiếp theo hôm bữa bán cây phẩy đúng không, hôm nay con cây máy đẹp này A7 2018, máy đẹp 97-98%. Đây, máy đẹp là nó như vậy. Đó, ok không? Đây, ok ha. Đây là 7-18, những con này cũng màn zin hết nha mọi người, con cây thôi hôm bữa cũng cây màn zin, cây này cũng màn zin, màn zin đẹp keng A7 2018, nhưng mà bị cái con này RAM 464 đúng không gì, con kia 6128 nhưng mà vỏ hơi phẩy, con này vỏ đẹp RAM 464. Thì nói chung giá nó cũng xem nhau thôi ha. Đây, full chức năng hết, con này vẫn là máy chính hãng Việt Nam, hai SIM nha, mặc định hai SIM nha quý vị. Đây, hai SIM hai máy khác nhau, A7 2018 có thẻ nhớ luôn, chính hãng Việt Nam, ngoại hình cả 97-98%.
đây là Oppo A60 với mức giá tầm khoảng 5,6 triệu thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái tính năng rất là hay mà các bạn để ý nha. Giá bán 1.100.000 ốp lưng với màn hình sạc A7 28, cấu hình nó thấp hơn cây em bữa nhưng mà đổi lại cái là ngoại hình đẹp. Nói chung anh chị nào cần máy đẹp thì mà mua, còn cây mới em bán rồi. Rồi tiếp theo hôm nay về lại nguyên cái máy này, Vivo i12 máy quốc tế, thị trường quốc tế nhập về Việt Nam bán ngoại hình cỡ 97-98%, full chức năng, tặng kèm ốp lưng sạc dán cường lực. Những con này là i12, cấu hình ok nha quý vị. Đây để cho bấm cấu hình coi. Đây đây nào đây. Đây là Vivo i12, thị trường quốc tế thì nó đổi lại cái là nó sẽ được như vậy. Nếu mà mọi người mua máy chính hãng á, thì cấu hình của nó đây, RAM 3GB, 64GB thôi ha. Nhưng mà đây là máy quốc tế. RAM của nó 6GB, bộ nhớ 64GB. Đặc biệt con này chạy con chip Snapdragon 665 nha mọi người. Màn hình 6,53 inch, pin 5000, camera 13 chấm, camera trước là 8 chấm, phân tai khuôn mặt đầy đủ, i12 RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Đó, full chức năng hết, chạy con chip Snapdragon 665. Giá bán của con này là 1.170.000, tặng kèm ốp lưng sạc dán cường lực một màu thôi, trắng xanh, RAM 6GB, 64GB nha. Rồi hôm nay em có mấy cây thanh lý Samsung, hai cây thanh lý Samsung đều là máy zin hết, nhưng mà tình trạng này sẽ báo rõ nha. A51 Samsung A51 máy zin, men zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình cả 95 phần sau, lưng nó có hơi phẩy đó, ha. Đó, máy zin lưng hơi phẩy, men màn vỏ zin, ngoại hình đánh giá cả 95% thôi, được cái màn hình màn zin nha mọi người, màn hình zin 100%, men zin, màn zin, màn đẹp ken không ám. Đây là Samsung A51, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 4000, camera sau 48 chấm, camera trước 32 chấm, màn hình 6,5 inch, độ giải full HD, vân tay trong màn hình, máy full chức năng. Cái này cũng là A51 chính hãng Việt Nam, thì nó là A51 4G. Thị trường nước ngoài nó sẽ có thêm một cái bản là A51 5G, thì đa phần nó chỉ chạy một sim thôi. Con này là hai sim nha quý vị, chính hãng Việt Nam. Thì ngoại hình nó không có đẹp nhưng cây em bữa má hai củ hai á. Cây này chỉ có 1990 thôi. Đó. Giá bán 1990, vẫn tặng kèm ốp lưng sạc Samsung 25W, máy zin, men màn vỏ zin, ngoại hình nó phẩy. Đó. Dán bê bép rồi, nhìn cũng ok. Rồi cây này siêu phẩy nè, cây này là siêu rẻ. Báo rõ tình trạng nha. Đây là Samsung Galaxy A24, máy zin 100%, không zin tặng luôn ha. Men màn vỏ zin, ngoại hình cỡ 95-96%. Zin 100%, A24, con này nếu máy cũ phải 3 củ mấy của gì. Con này hiện tại thị trường bây giờ nếu máy cũ phải từ 3 triệu trở lên. Đây, giá máy mới là 4.590.000. Cái lúc mà nó mới ra là 6 củ 3. Đây là Samsung A24. Nó cũng sẽ có hai bản nha mọi người. Một cái bản là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Nhưng mà đây là bản cao nhất luôn. RAM 8, 128. Tại đây cấu hình của nó đây. Chip G99, màn hình AMOLED. Độ giải Full HD, tần số S90Hz. 650 inch. Camera 50 chấm, pin 5000, camera trước của nó là 13 chấm. Đây. Màn đẹp ken nha, màn đẹp ken. Nói chung là máy khách xài xong rồi nó bị một cái tình trạng là xong người ta thanh người ta bán mua được rẻ, bán rẻ. Một. Đó. A24 chính hãng, màn hình đẹp ken. Đó. Nếu mà con này máy cũ, cửa hàng người ta bán máy full á, full đẹp phải 3 củ máy. Tình trạng là con này người ta xài nó bị nứt kính màn hình nha quý vị. Đó, nó bị nứt kính vậy nè. Hiện tại bây giờ là cảm ứng ok. Con này em bán chỉ có 1.990.000 thôi. Anh chị nào mà muốn mua về xong rồi đi ép kính lại cỡ 200-300.000 là đẹp ok. Nhưng mà em không có ép, bên em không có sửa mọi người. Đó. Nói chung là khách gửi máy cho em sửa thì em cũng gửi một bên thứ ba thôi, chứ em không có sửa trực tiếp tại nhà nha. Đó. Cảm ứng thì ok hết, không loạn liệt gì hết. Tại nó bị nứt kính màn hình thôi. Đó, nói chung anh chị là muốn xài chữa cháy giá rẻ thì ok ha. Tại A24 bây giờ nếu mà thị trường nó cũng phải 3 củ mấy rồi, tầm 3 củ. Con này bán rẻ hơn đường cũ so với thị trường. Nó thì mọi người ép kính vô cả 200-300 ngàn thì thực ra nó cũng rẻ ha. Đó, một củ 990 thôi, tặng kèm ốp lưng. Con này tặng kèm ốp thôi nha mọi người, không có sạc. Tại con này em mua vô 2 triệu rồi, bán câu view thôi. Tại em tính đem đi ép, nhưng mà nếu mà ép á thì nó sẽ đổi cái giá lên nữa mất công.
cái để về thanh lý luôn. Rồi ok ha. Tiếp theo. Đây là Y19. Đây ngoại hình cũng là Y19. Đó, hai cây như nhau, nhưng thực tế đây là cái đời khác. Đây nó ngoại hình của nó cũng là Y19. Cũng 97-98%, nhưng mà nó không phải là Y19. Đó, nói hơi rối rối xíu ha mọi người. Đó, đây không phải là Y19, nhưng mà ngoại hình của nó là Y19. Đó. Thì đây là con Vivo. Để em vô đem giới thiệu cho. Rồi. Giới thiệu điện thoại nằm đâu người ta. Hay đây vô đây luôn. Nó là ngoại hình Vivo Y19, nhưng đây là con máy quốc tế. Cái mã của nó tên là Vivo Z5i. Đó. Thì cấu hình của nó là cao hơn Y19 xíu nha quý vị. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Nó là Vivo Z5i. Đây cấu hình là màn hình 6,5 inch, độ phân giải Full HD ha. RAM 8 128, camera sau 16 chấm pin 5000 thì nó cũng như Y19 thôi. Nhưng mà đổi lại cái con này nó chạy phiên bản Snapdragon nha mọi người. Snapdragon 675. Con này mình chơi Liên Quân ok, FPS 60 được. RAM 8GB luôn. Cấu hình cao hơn Y19 luôn. Nhưng mà giá nó nhỉnh hơn chút xíu thôi. Con này em bán giá 1,4 củ. Đây là ngoại hình Vivo Y19 nha quý vị. Nó là Vivo Y19, nhưng mà thị trường quốc tế nó sẽ tên là Z5i, còn đây là Vivo Y19. Đó. Hai cây ha. Thị trường quốc tế nó sẽ là Z5i và cấu hình nó cao hơn Y19 một xíu. Chạy con chip Snapdragon 675, RAM 8 128. Nó giá bán 1,4 củ, nó nhỉnh hơn Y19 chút xíu ha mọi người. Đó. Có sao thì báo vậy. Mặc định RAM 8 128 ha. Rồi tiếp theo. Có mấy cây RAM 8 nè. A73 5G. Đây Oppo A73 5G. Thì con này nó cũng không có bán chính hãng nha mọi người. Con này là máy xách tay thị trường quốc tế. Nếu mà con này mà nó bán chính hãng chắc mấy cái con mà Xiaomi rồi, tầm giá này chắc cũng không bằng. Tại đây cái cấu hình của nó là máy xách tay. Nó chạy con chip Dimensity 720. Thì con này nó phải ngang ngang với con chip Snapdragon 730 730 730 cả đó đó. Màn hình 6,5 inch Full HD 90Hz, RAM 8 128, camera sau 16 chấm, pin 4000, camera trước của nó là 8 chấm. Con này ngoại hình cả 97% thôi nha mọi người. Đó, thì thanh lý giá rẻ. Đó, giá bán của con này là 1.650.000, pin 4000, có tần số quét màn hình 90Hz, cấu hình cao có 5G ha. Đầy đủ phụ kiện ốp lưng sạc dán màn hình. Rồi tiếp theo, Vivo Y50 màu xanh. Ngoại hình 97-98%. Khung quyền ok ha. Đây là Y50 nha mọi người. RAM 8GB thì cấu hình nó cũng như nhau thôi. RAM 8 128, đổi lại cái con này có pin 5000. Con này thì pin của nó 5000 nha quý vị. Snapdragon 665, 4 camera sau 13 chấm, camera trước của nó là 16 chấm. Đây là Vivo Y50. RAM 8 128, pin 5000. Full chức năng, hai SIM có thể nhớ ha. Đó. Giá bán con này là 1.650.000, tặng kèm ốp lưng sạc dán cường lực. Rồi tiếp theo có một cây giá rẻ, hai cây giá rẻ luôn. Rồi thanh lý luôn, đồng giá 1.990.000. Tính để gom 4 cây rồi mọi người, tính để gom 4 cây là 1.990.000 mà, nhưng mà tách ra đi cho dễ ha. Đây, đây là Redmi Note 12 nha quý vị. Redmi Note 12 chính hãng Việt Nam đã chạy lên HyperOS cho mọi người rồi ha. Đã chạy lên HyperOS, chính hãng Việt Nam đang chạy Android 14. Đây là cấu hình của nó, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, màn hình tần số quét 120Hz nha mọi người. Đây, nó đã có 120Hz rồi. 120Hz. Màn hình lớn rồi nha, con này bắt đầu màn hình lớn rồi, 6,7 inch rồi đó. Cái này là Redmi Note 12. Để xíu vô cấu hình cho mọi người ha. Tại nay Wi-Fi nó hơi yếu xíu. Đó, màn hình 6,67 inch, tần số quét 120Hz, Snapdragon 685, RAM 4 128, camera sau 50 chấm, pin 5000, sạc 33W, camera trước của nó là 13 chấm. Đó, máy full chức năng. Màn đẹp không ám ố ha, Redmi Note 12, 1.990.000, tặng kèm ốp lưng sạc dán cường lực đầy đủ, máy full chức năng. Redmi Note 12 ha.
đây ngoài thì im lặng, này thì nghỉ ngơi. Đây là hai chiếc điện thoại ở trong cùng. À, làm sao để biết ok ai hả? Giá bán 1.990.000 Redmi Note 12 chính hãng Việt Nam nha. Rồi tiếp theo cây này tại sao bữa bán có 1.500.000, 1.600.000 nhưng mà cây này là 1.990.000, có sao báo vậy ha. Đây là Tecno Bova 2 nhưng mà đây là phiên bản cao nha quý vị, phiên bản cấu hình cao, nó chỉ khác một cái là vậy thôi. Thầy Du giới thiệu cho dễ ha. Đây Tecno Bova 2 cấu hình RAM 6 128, pin 7000, camera sau 48 cam trước 8 chip G85, cục pin thôi, bị cục pin 7000, RAM 6 128. Đó, full chức năng Bova 2 lúc mới ra là 4 củ 7, bây giờ nó chỉ còn có 2 củ rồi, máy zin 100% nha, những con này thì không có máy máy sửa mà gen zin này zin dở gì. Con này đặc biệt cái nha, nó không có loa dưới nha, không có loa bên hông luôn, không có loa viền, không có loa trên luôn, cái loa của nó là ngay loa thoại luôn, cái gì mọi người nghe thoại là loa luôn nha. Đó, giá bán 1.990.000, pin 7000, siêu châu. Anh chị nào cần xài pin thì mình mua con này nè, pin 7000, siêu châu, RAM 6 128 nha. Rồi tiếp theo mới thu lũ khách, nói chung cũng mới đây thôi. Đây nó giao diện nó là vậy nha, giao cho mọi người là vậy nha, nhưng mà bên trong nó là màu bạc cái gì, có sao quay vậy cho dễ ha. Đây là Huawei Nova 8, máy nguyên zin 100%, màu bạc đa sắc, men zin, màn zin, vỏ zin, đã dán bê bếp nguyên cây, màn hình cong vân tay trong màn hình nha. Đây Huawei Nova 8 thì nó sẽ có hai phiên bản là RAM 6 128 và RAM 8 256, thì đây là con máy RAM 8GB, bộ nhớ 256GB ha. Thì đây cấu hình của nó đây mọi người, Huawei Nova 8, màn hình 6.57 inch, tần số quét màn hình 90Hz, màn cong vân tay trong màn, pin 3800, camera sau 64 chấm, camera trước của nó là rồi camera trước của nó là bao nhiêu đây, hình như em nhớ là 32 đó, đúng rồi 32 đó mọi người. Đây máy zin 100% full, con này là thuộc dòng Huawei nha quý vị, thì hôm bữa bán là không có ấp lưng, xong rồi mới mua lại của khách có ấp lưng nè, cũng cute full Huawei ha. Đó thì quay sao bán vậy nha, tặng thêm sạc cho quý vị, những cái phần mềm thì mình xài bình thường, những cái phần mềm, cái phần mềm mà không phải của Google á thì mình vẫn xài được ngoài bình thường nha mọi người. Còn khi mọi người muốn xài dịch vụ của Google, mọi người vô bên đây nó sẽ có một cái ứng dụng gọi là Gbox, thì mọi người sẽ xài được những dịch vụ của Google, ví dụ như Google Maps, Google Play, mọi người muốn tải những cái ứng dụng Google như xem YouTube đó thì mình vô đây mình xem đó, đăng nhập tài khoản vô mình tải về xài bình thường ha. Còn có những ứng dụng mà mình tải rồi á sẽ nằm trên đây nè, đây là Google Maps, vẫn xài bình thường nha mọi người. Đó là giống dạng như là Huawei nó bị chặn cái dịch vụ của Google rồi đó, nên bây giờ nó sẽ có như vậy, nó sẽ cho mình xài một cái gọi là không gian ảo thứ ba. Anh chị nào mà xài máy tính thì mình biết kiểu như là mình điều khiển một cái máy chạm riêng á đó. Đó thì mình vẫn xài được dịch vụ Google nha, nó đầy đủ, nhưng mà mình cài một cái bên ứng dụng bên thứ ba. Còn đây những cái ứng dụng bình thường thì mình vẫn đem ra ngoài được, YouTube, Facebook, Zalo, TikTok đầy đủ ha. Giá bán 2 củ 7, RAM 8GB, 256GB, màn hình AMOLED đẹp kê, máy zin 100%, thằng ốp lưng sạc. Rồi tiếp theo có mấy cây thanh lý tiếp. Oppo Reno 6Z 5G, cây này máy hãng thanh lý mà. Đó, con này thì đợt này ngoại hình nó thì ok, cả 97% nữa, có màu bạc với màu đen, nhưng mà tình trạng thì sẽ báo rõ tại bán có 2.150.000 thôi. Đó, 6Z 5G rẻ thúi luôn, rẻ nhất luôn mọi người, tại vì hãng thanh lý ra có cây này cây kia, tại đợt này qua thì máy qua chậm quá nên nó không có mấy dạng là mấy loại 1 loại 2 vậy đó. Đây còn cấu hình y chang nha, đây là Oppo Reno 6Z 5G, máy chính hãng Việt Nam, đang chạy trên nền Android 13, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chip Dimensity 800, màn hình 6.43 inch Full HD, màn zin 100%, vân tay trong màn hình, Dimensity 800U, liên quân búp gì ok ha. Đây là 6Z 5G, 2.150.000 thôi, tặng kèm ốp lưng, sạc, với màn hình. Mai ơi. Dạ. Đó. Tình trạng là màn hình, đợt này cái màn hình nó có lưu ảnh nhẹ nha mọi người, nói chung đợt này máy ngoại hình nó có lưu ảnh nhẹ này, đây này lưu TikTok nè, nó con kia thì cây kia thì nó lưu hồng một xíu đó, thì bao zin 100%, men zin, màn zin hết, nhưng mà tại vì
nó sẽ có những cái chương trình gọi là chính sách thu cũ đổi mới mọi người, thì khách sử dụng thời gian xong rồi người ta đem lên người ta đổi máy đời mới hơn, nó sẽ thu là những con máy này thì nó thu giá rẻ, hệ thanh lý là rẻ 2.150.000, 6Z 5G. Rồi tiếp theo iPhone X main zin, lưng zin, màn hình thay rồi nha, màn hình OLED nha mọi người. Cảm ứng thì 8-10 với zin thôi, nó không có được như zin đâu. Nếu mà nó như zin thì người ta đã thay màn này hết rồi, người ta đâu có thay màn zin chi. Cảm ứng thì 8-10 tính zin thôi, hiển thị cũng vậy cỡ 8-10 thôi. iPhone X quốc tế bán giá này nhưng vẫn bao quốc tế trọn đời nha quý vị. iPhone X quốc tế mã Mỹ 64, mã này KHA mã Hồng Kông. 64GB, pin 100%. Tình trạng là màn linh kiện mất phay đi. Giá chỉ có 2 củ 3 thôi. X1 X2 bình thường. Camera zin luôn nha mọi người. Nè, X1 X2 bình thường. Loa kép. Đây, bao nhiêu tích đầy đủ. Nói chung là màn hình thay rồi nhưng mà nói chung cũng thay lại ok chứ không phải thay lại dởm đâu. Đó. Đây, loa kép đầy đủ. Lắp sim vô xài ok. Chỉ có 2 củ 3 thôi. 2 củ 3 mà có cái iPhone X nó rẻ hơn iPhone 7. iPhone 7 người ta bán nhiều khi cửa hàng người ta có cửa hàng có mặt bằng có nhân viên người ta bán cũng 2 củ, 2 củ mấy. Rồi, tiếp theo. Còn mấy cây đời cũ A80. Samsung A80 chính hãng Việt Nam, phiên bản Blackpink, thị trường chỉ có 400 cây thôi ha. Đây, thì cấu hình của nó đây. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, Snapdragon 730, màn hình 6.7 inch Full HD vân tay trong màn. Camera sau 48 chấm, nó vẫn là camera chính luôn, tại con này không có camera trước. Pin 3007, camera trước của nó không có. Màn đẹp keng nha, màn hình đẹp keng. Không ám, không ngố nha. Đó. Màn zin vỏ zin. A80 phiên bản Blackpink. Đó. Thì nó màu đen, bán này cũng tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người luôn. Thì khi mọi người xài camera trước á thì nó sẽ là thục hồi lên như nè. Đó. Nó không có camera trước nha. Nó sẽ lấy cái camera sau làm camera selfie luôn. Đó. A80. Đó là nó là như vậy nha mọi người. Nó giá bán 2 củ rưỡi, tặng kèm ốp lưng, sạc Samsung 25W. Snapdragon 730. Đó, anh chị em nào một fan Blackpink thì mình có thể tham khảo ha. Còn nếu không fan thì thôi nghỉ, vậy thôi đơn giản. Rồi, đây là LG V60. Bản Mỹ nha mọi người, nhà mạng Verizon. Zin, main zin, màn zin nhỏ zin. Con này là nhà mạng Mỹ, một sim, RAM 8 128, Snapdragon 865. Con này thì mặc định có 5G, màn hình 6.8 inch, pin 5000, camera 64 chấm, camera trước 10 chấm. Thì con này cũng quay mấy clip nè. Em để clip, em để clip đang để sim xài. Em đang lắp sim của em nghe gọi không quý vị. Pin hơi bị trâu. Loa nè, loa kép nha. Con này loa kép nha quý vị. 3 củ tư tặng kèm ốp lưng sạc. Rồi tiếp theo hôm bữa lâu mà mới về được con này nè. Đây. Đây là Oppo Reno 5 Pro 5G. Con này là máy xách tay thị trường quốc tế. Con này đã cài ROM quốc tế rồi nha mọi người. Con này đã cài ROM quốc tế rồi. Mình reset thoải mái, không mất tiếng Việt, không mất CH Play nha. Hôm bữa cái cây 6 5G của em là vẫn là máy nội địa thì mình reset nó mất CH Play nha. Nhưng mà cây này không mất CH Play. Và cây này là bộ nhớ trong của nó là 256GB, RAM 12GB. RAM 12, bộ nhớ trong 256 đang chạy trên Android 12. Con này là đã chạy ROM quốc tế rồi. Nó không có những ứng dụng rác của nhà mạng nha mọi người. Đã chạy ROM quốc tế rồi. Thì mặc định nó là màn hình công. Màu xanh, RAM 12 256 thì cũng giá bán như cũ thôi. Con này đã dán miếng dán chống chạy nha mọi người. Đã dán miếng dán chống chạy rồi. Tại vì màn công mình khó dán cường lực hơn xíu nên em tặng miếng dán chống chạy đi ha. Màn hình OLED 6.55 inch, tần số quét 90Hz. Dimensity 1000 lút. Thì cấu hình mặc định của nó là RAM 8 128 ha. Nhưng mà cây này là bản RAM 12, bộ nhớ 256. Nó sẽ có nhiều phiên bản tại thị trường quốc tế, nó sẽ có nhiều phiên bản nó bán vậy đó. Giống như iPhone đó, 64GB, 256GB, 512GB thì vậy, con này cũng vậy. Pin 4300, camera 64 chấm, camera trước 32 chấm. 5 Pro 5G nha mọi người, RAM 12 256, giá bán là 3 củ 7. Ok ha. Màu xanh nha quý vị. Đây là màu xanh. Reno 5 Pro 5G màu xanh. Máy đẹp cỡ 97%. Tặng kèm ốp lưng sạc VOC nha. Rồi tiếp theo, Samsung A73 5G, A73 5G. Màn zin vỏ zin. Đó. A73 5G, RAM 8 128,
Con này nó cũng hai phiên bản nhưng mà đây phiên bản giá thấp, phiên bản giá rẻ hơn, RAM 8 256 128 thôi. Nó sẽ có bản 256 luôn gì. Samsung A7 35G, RAM 8 128, Snapdragon 778, màn hình 6.7 inch, độ phân giải Full HD, tần số quét màn hình 120Hz nha mọi người. 120Hz. Pin 5000, camera 108 chấm, camera trước 32 chấm. A7 35G. Đây, cũng loa kép luôn. Giá bán 3 củ 750, A7 35G. 3 củ 750, tầng kèm ốp lưng, sạc Samsung 25W, dán cường lực. Đó. 3 củ 750. Rồi tiếp theo, 8T 5G hôm bữa 4 củ 7, 4 củ rưỡi full box đúng không? Thì hôm nay mua được cây giá rẻ. Cây này cũng thanh lý chung với mấy cây này nè. Tại vì em qua chậm quá nên thanh lý được mấy cây, ngoại hình nó không được đẹp đó. Khung viền nó hơi phải phẩy xíu mọi người. Đó. Đó. Ngoài này có đánh giá cỡ 96 97% thôi. Lưng thì còn ok, nói chung khách người ta xài thì lưng còn đẹp. Đó. Nhưng mà khung viền á do người ta xài cái ốp lưng đó mọi người, hơi phẩy xíu. Thì cây này thanh lý giá cho quý vị là 3 củ 9 thôi. 3 củ 9 90. Đây là Oppo Reno 8T 5G, cũng màn đẹp keng. 256GB nha mọi người. Hai bản 128 và 256. RAM 8GB bổ trong 256GB, màn hình tần số quét 120Hz nha. Màn đẹp keng à, không ám mố gì hết ha. Đây. 120Hz. Snapdragon 695, pin 4800, camera sau 108 chấm, camera trước của nó là 32 chấm, màn hình cong nha. Con này cũng màn cong. Con này cũng là màn cong nha quý vị. Reno 8T 5G, màn cong. Đó, một bộ cũng rưỡi có sạc thì đương nhiên rồi. Khi mọi người ra mọi người mua bộ sạc zin chính hãng thì tầm giá nó cũng 400, 350, 400 thôi. Đó thì cây này nói chung là có thanh lý, thanh hãng thanh lý rẻ thôi chứ thực tế nếu mọi người mua bộ sạc zin ra thì nó cũng cỡ 4.2, 4.3. Thì cây này thanh lý 3.990 thôi. Tại hôm nay em thu được, em nhập được mấy cây máy trần thôi. Em không hôm nay không có máy full box cái gì. Đó. Full box thì em chỉ còn mấy loại này thôi. Realme V50 thì cũng giới thiệu rồi ha. Máy full box trùng y may nha mọi người. Mở ra kích hoạt đầy đủ. Những con máy này là em đã kích hoạt lên hết rồi. Tại vì sao? Bên em bán hàng cho mọi người đa số là những cái ứng dụng này nè. Những cái phần mềm, những cái ứng dụng là em sẽ cập nhật hết cho mọi người luôn. Đó, những cái này là em cập nhật, em tải về sẵn cho mọi người luôn. Máy nào cũng vậy, đa phần máy em bán ra là nó tải hết. Đây, cái này cũng vậy. Facebook, Zalo, TikTok đầy đủ ha. Những cái máy này nào cũng vậy cái gì. Đây, ví dụ như những cái máy này cũng vậy. Đó, em vẫn tải đầy đủ cho mọi người. Tại sao? Khi giao tới cho mọi người á, shipper người ta không có đợi được lâu, cỡ 15-20 phút là xong rồi mọi người. Thì những cái ứng dụng này mọi người lắp sim vô nghe gọi, mở wifi vô rồi mình vô mình test, mình xài thử coi nó được không. Tại thường thường khi mà một con máy mà mọi người chưa cài á, những cái ứng dụng nè, mọi người vô nó bắt mọi người cập nhật. Mình bấm vô vậy nè, nó sẽ bắt là quý vị phải cập nhật cái phiên bản lên nó mới cho xài, kiểu như vậy đó. Thì nó sẽ hơi cực tốn thời gian của quý vị hơn, nên đa phần là bên em sẽ cài hết cho mọi người. Thì những con máy này cũng vậy, đa phần nó là máy thanh lý của thị trường nước ngoài, máy zin 100%, men zin, màn zin, vỏ zin ha. Nhưng mà khi về đây nè, nó sẽ không có cài những cái ứng dụng cho quý vị, thì mặc định em bắt buộc em phải mở máy lên, em kích hoạt rồi em tải ứng dụng cho quý vị. Đó, thì những con máy này là đa phần là nhập về đây là tình trạng là máy cỡ 99 98 99 thôi. Đó, máy full box sạc zin theo máy nha mọi người, sạc zin. Đó. Đợt này thì em về chỉ có một màu đen này thôi. Hôm bữa đợt trước em về được cái màu tím, màu trắng gì em không nhớ quý vị. Đó. Thì nó là như vậy. Là mặc định là bên em đã kích hoạt lên hết rồi nha mọi người. Kích hoạt để cài ứng dụng cho mọi người, để mọi người về tới nơi chỉ cần lắp sim vô xài thôi. Nếu anh chị chơi game thì mình tải thêm game. Còn những cái ứng dụng cơ bản là bên em đã tải sẵn hết rồi. Ví dụ như Facebook, Messenger, Zalo, YouTube. Đó, bên em đã cập nhật hết rồi. Mọi người không cần phải cập nhật thêm nữa ha. Thì cái này cấu hình cơ bản RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 5000, chạy chip Dimensity 6100. Con chip này nó phải ngang ngang với con chip Snapdragon 765G, có 5G đi. Con này là máy này có 5G. Con này là máy xách tay thị trường quốc tế, cũng đã cài lại phần mềm của quốc tế rồi nha. Đó, nó cũng không có ứng dụng rác gì hết quý vị. Đó, nó chỉ có những cái ứng dụng của một con máy Realme quốc tế thôi. Đó, thì giá đang bán là 2.700k, đầy đủ phụ kiện, cam kết men zin, màn zin, vỏ zin. Đó, trùng y may nha. Ví dụ như cây này là y may 2197 thì cái vỏ này, cái hộp này cũng là phải là 2197. Đó là đúng, full box trùng y may là như vậy. Nó có sao báo vậy ha. 2.700k. Đầy đủ phụ kiện. Ốp lưng, sạc, dán màn hình. Em sẽ tặng riêng miếng dán màn hình nha.
tại những con máy này nó chỉ có miếng dán chống chày thôi, sẽ tặng cho quý vị thêm cường lực ha. Đó, hai củ 700k ship hàng toàn quốc cho mọi người, gọi trực tiếp thông qua số điện thoại trong phần mô tả video. À, mọi người nhìn dưới đây nè, đó thấy số điện thoại bên em ha, hoặc là mọi người bấm vô phần tiêu đề video đang xem cũng có số điện thoại luôn ha. Rồi ok mọi người ha, hôm nay chỉ có một clip ngắn vậy thôi, nói chung là tại hôm nay em nói nó hơi dài xíu ha, chứ thực tế là nó cũng chỉ có mấy cái máy thôi mọi người. Thì nếu mọi người xem video có nhu cầu mua hàng, mình gọi trực tiếp giúp em ha, 0767347300, hoặc là mình nhắn qua Zalo giúp anh em ha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video sau.